Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu vi phương này như sau. Chúng ta có y và y phẩy, thì ở đây chính là phương trình vi phương tuyến tính bậc 1. Như vậy chúng ta sẽ đi tìm thừa số trích phân. Như vậy mình sẽ đi tìm mu t, thì nó sẽ là như thế này. Thì chúng ta sẽ có e mũ nguyên hàm. Thì chúng ta thấy rõ ở đây có dấu cộng 2 chia t kế bên y, thì nguyên cái cục này nè mình sẽ bỏ vào đây. Thì chúng ta sẽ có e mũ 2 ln t. Sau đó chúng ta bỏ số 2 vào bên trong ln. Thì nó sẽ ra như thế này. Và chúng ta rút gọn lại thì chúng ta sẽ có t bình phương. Như vậy chúng ta nhân cho cả hai bên với t bình phương. Như vậy mình rút gọn lại, ở đây là 2t, còn ở đây là cos t. Sau đó chúng ta đặt nguyên hàm cho hai bên. Như vậy chúng ta sẽ sử dụng đạo hàm cụ tích. Thì trong trường hợp này chúng ta sẽ có là y phẩy bằng a phẩy b cộng b phẩy a. Thì chúng ta nhìn thấy rõ ở đây là y phẩy là a phẩy, b là t bình phương, 2t chính là đạo hàm của t bình phương và a chính là y. Như vậy nếu chúng ta nguyên hàm nguyên cái cục này, chúng ta sẽ có y bằng ab. Như vậy nguyên cái cục này ở đây thì chúng ta sẽ có y t bình phương, còn nguyên hàm của cos t chính là sin t. Và đây chính là đáp án